Dạ, Jim xin chào các bạn. Tối nay thì Jim đi lang thang trên cái đường phố Vũng Tàu như các bạn. Dạ, tối nay đi qua cái đường này là đường Lê Lợi. Các bạn đường Lê Lợi đi quay bằng cái máy điện thoại mới thử coi nó thế nào. Cảm giác là đi ngoài đường biết nó có quá ồn không, thường thường là để chị chạy xe vậy quay nó ồn á. Đi dọc một đoạn ngắn đường Lê Lợi như các bạn, nó qua đường Lê Hồng Phong. Camera này quay coi nó có sáng không. Dạ, con này đến cái ngã ba đường Lê Hồng Phong này, đường Lê Lợi. Dạ, chỗ này sẽ đi tiếp qua cái đường Lê Hồng Phong nha các bạn. Thường là nếu mà quay bằng cái điện thoại này đi á, buổi tối nó sẽ rất là ồn, tôi nói là đi ra ngoài đường mình chạy xe ồn, đi thử coi cái nó có ồn không. Còn ban đêm nữa, thường là ban đêm là đi nó sẽ không thấy rõ. Đường này đường Lê Hồng Phong đi quảng, đi thẳng là tới cái ngã tư đường Lê Hồng Phong Nguyễn Văn Trỗi, đây là Nguyễn Thái Học. Các camera buổi tối mình đi là nó sẽ không có rõ lắm. Đây có quán cà phê gì đây nè, Thềm Xưa. Rẽ phải đi qua cái đường Nguyễn Trỗi rồi. Đường này buổi tối thì khá lung linh ánh đèn nè, đèn khá lung linh. Cái mấy phút về nó có xem được hay không. Rồi là mình sẽ đi tới cái ngã tư giao với đường Lê Lai. Đây bên tay trái là đường Cù Giang thì các bạn có cái chợ Cù Giang ở đây. Cảm ơn chị các bạn rất là nhiều đã cùng Jim dạo một vòng phố đêm ở Vũng Tàu. Tối hôm nay em đã chỉ các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều. Đường Lê Quý Đôn mà được 3 triệu. Lê Quý Đôn.